Xin chào các bạn, hôm nay thì chúng tôi đã lắp xong cái bộ phục hơi thương hiệu Flyride cho chiếc V250. Đợt trước thì chúng tôi đã giới thiệu cái bộ đó cho các bạn, hôm nay chúng ta sẽ xem cái kết quả sau khi lắp đặt xong. Thì ở đây chúng ta có một cái remote control ở đây để điều khiển cái bộ phục này của hãng Flyride. Hiện tại xe nó đang ở chế độ cao nhất. Ở đây chúng ta có ba cái chế độ điều chỉnh cho xe, là chế độ thấp, chế độ vừa và chế độ cao. Nó sẽ điều khiển cái độ cao của cái bộ phục ở cái bánh sau này. Và khi ví dụ như là khi mình bấm vô cái nút thấp này này thì nó sẽ hạ xuống cho anh em. Đây mình trước khi mình bấm thì mình đo cho anh em coi thử nha. Mình đo từ đây, lấy từ tâm bánh xe đo lên trên đây thì nó đang là khoảng 455 mm. Thì bây giờ mình bấm xuống chế độ thấp nhất nè, rõ ràng là thấy nó hạ xuống luôn. Thì mình đo lại cho anh em xem cái kết quả. Ở đây nó sẽ là 406. Có nghĩa là nó chênh lệch nhau 455 và 406 là khoảng chừng 49 mm. Rồi cái độ thấp nhất và cái độ cao nhất thì nó chênh nhau khoảng 5 phân. Thì ở đây nó có tới 3 chế độ tùy chọn. Thì cái chế độ giữa này thì nó sẽ là mặc định của xe. Thì khi mà khi mình tắt máy, khi mình đề máy lên lại thì nó sẽ mặc định về vị trí này, vị trí giữa. Nó chớp chớp là xe nó là bánh nó đang được bơm lên hoặc hạ xuống. Sau khi nó chớp xong á, sau khi nó bơm xong thì cái đèn led trên cái remote này nó sẽ đứng im. Đây, như thế này nó đã kết thúc. Còn những cái nút này thì là nút mà khi mà mình vô chế độ thay bánh xe hoặc kinh chỉnh rất lái, kinh chỉnh độ chùm của kinh chỉnh góc đặt của xe, thì mình sẽ vô cái phần maintenance mode đây và mình sẽ điều khiển được từng bánh và từng chế độ độ cao của bánh xe. Còn hiện tại bây giờ nó đang điều khiển theo cái mình thiết lập sẵn. Và cái tác dụng của cái bộ phục này nó cũng rất là tuyệt vời. Do xe này bên mình đã nâng cấp khá là nhiều thứ và nó đã tăng cái trả tải trọng của xe lên khoảng chừng 300 kg, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái giảm xóc của xe khá là nhiều. Cho nên khách hàng họ muốn một cái xe êm ái hơn thì họ lựa chọn nâng cấp cái phục hơi này. Và thể sắp tới nếu mà họ vẫn chưa hài lòng thì mình sẽ tiếp tục nâng cấp thêm hai cái phục trước này nữa, tại vì xe này mới chỉ có nâng cấp hai cái phục hơi phía sau thôi. Thì cái mục đích cho những cái anh em nào mà muốn nâng cấp cái bộ này á, là ví dụ như xe mình đi thấy không đã, thấy không có hài lòng về cái độ giảm xóc của xe thì mình sẽ nâng cấp phục này. Rồi cái xe mà nó nâng cấp những cái thứ bên trong xe, làm tăng cái khối lượng xe, tăng cái tải trọng xe, thì nên nâng cấp bộ phục này luôn để tăng cái sự thoải mái. Những cái người mà cảm giác như là xe nó bị ồn, bị ù hay là bị sốc, bị tưng khi mà qua gờ giảm sốc thì cũng có thể nâng cấp cái bộ phục này luôn. Đó, thì cái chi phí của nó không bao nhiêu nhưng mà nó đem lại cho mình cái kết quả rất là tuyệt.